Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay lại kênh Trên Tầng Mây. Kính chúc mọi người một ngày tốt lành bên gia đình và bạn bè. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn tham quan tiến độ dự án nút giao An Phú, cầu Dòng Ông Tố và đường song hành cao tốc Long Thành Dầu Dây. Lúc video này được quay chưa phải giờ cao điểm nhưng lượng xe cộ rất đông đúc, nối đuôi nhau tại nút giao này. Vì vậy nút giao An Phú rất quan trọng và cấp bách, hoàn thành càng sớm càng tốt. Trên clip là khu đất sẽ xây dựng ga Thủ Thiêm, sẽ là ga đầu mối của các tuyến đường sắt tốc độ cao, metro, đường sắt nhẹ, là sẽ là nhà ga lớn của Việt Nam và thành phố. Từ ga này sẽ có tuyến đường sắt nhẹ đi sân bay Long Thành, chạy qua nút giao An Phú. Hiện tại khu vực hầm chui 2 chiều, nối cao tốc với đường Mai Chí Thọ, có tiến độ nhanh nhất, như các bạn thấy. Đã lên được các trụ cầu của cầu Bà Giạc. Khu vực hầm chui cũng đã được thi công đổ bê tông một đoạn. Tiến độ gói thầu này khá nhanh. Sau khi hoàn thành, sẽ có 3 cây cầu Bà Giạc mới được xây dựng. Trong đó phần cầu ở giữa sẽ là lối lên xuống hầm chui 2 chiều. Hai nhánh cầu còn lại sẽ được kết nối với hai nhánh cầu vượt. Trong đó hầm chui 2 chiều có quy mô 4 làn xe, các cầu vượt có quy mô 2 làn xe một chiều. Nút giao An Phú là công trình trọng điểm với vốn đầu tư 3.400 tỷ đồng. Quy mô nút giao 3 tầng gồm hầm chui, cầu vượt, vòng xoay trên mặt đất. Với các đường giao thông khác mức sẽ giúp xe cộ di chuyển qua nút giao mà không cần dừng chờ nhau như hiện tại, giảm tình trạng kẹt xe cho nơi này. Tương lai khi hoàn thành sẽ là nút giao lớn và đẹp nhất thành phố. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh chủ đầu tư cho hay, trong quá trình thi công, rất mong người dân có lộ trình đi qua đây, bà con sống ở khu vực này có thể thông cảm, hỗ trợ đơn vị sớm hoàn thành dự án. Bên cạnh đó, đơn vị sẽ cố gắng vừa triển khai thi công vừa kết hợp tổ chức giao thông xung quanh để không ảnh hưởng giao thông khu vực. Cùng với việc thi công nút giao An Phú, thành phố cũng lên kế hoạch chi 1.100 tỷ đồng mở rộng 4 km đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây, từ nút giao An Phú đến nút giao với Vành Đai 2. Mở rộng lên 8 làn xe so với 4 làn xe như hiện tại. Công trình sẽ giúp đồng bộ với nút giao An Phú, giúp giảm tình trạng kẹt xe, khai thác nút giao An Phú hiệu quả hơn. Tiếp theo là hình ảnh đường song hành cao tốc Long Thành Dầu Dây. Công trình chạy dọc khu dân cư Nam Rạch Chiếc đến đường Vành Đai 2 bắt đầu xây dựng năm 2017 có tổng mức đầu tư 869 tỷ đồng theo hình thức BT. Dài 2,7 km, sau 6 năm thi công, hiện tại đã hoàn thành cơ bản còn 600 m vướng mặt bằng, song hai cầu, thảm nhựa đường. Đoạn đầu thì còn đang được thi công lưu nền đá dăm. Dự kiến thông xe vào đầu tháng 8, nhưng đến nay là 19 tháng 8 vẫn chưa xong. Đây thật sự là một gánh nặng cho người dân và thành phố, làm chậm sự phát triển của thành phố. Hy vọng tuyến đường sẽ được thông xe sớm nhất. Khi hoàn thành sẽ giúp người dân nơi đây di chuyển thuận tiện hơn, giảm áp lực lên đường dẫn cao tốc Long Thành Dầu Dây. Tiếp theo là hình ảnh xây dựng hai cầu Rồng Ông Tố mới. Dự án này thuộc gói thầu xây lắp 08, hạng mục của dự án xây dựng nút giao thông An Phú. Thời gian thực hiện dự kiến là 17 tháng.
Mỗi cầu có quy mô là 3 làn xe, giúp giảm tải cho cầu hiện hữu. Hiện tại cầu Rồng Ông Tố mới đã lên được khá nhiều trụ cầu, tiến độ cũng khá nhanh chóng so với video trước trên kênh. Cùng với đó là việc mở rộng đường Đồng Văn Cống đồng bộ với nút giao này. Tuy nhiên, dự án mở rộng đường Đồng Văn Cống hiện tại đã chậm 27 tháng so với kế hoạch đề ra do nhà thầu chính năng lực yếu kém. Do đó, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất chấm dứt hợp đồng với nhà thầu thi công xây dựng dự án. Sau đó, Sở Giao thông Vận tải kiến nghị Ủy ban thành phố thanh tra dự án đường Đồng Văn Cống. Đồng thời, Ban Giao thông đã đề xuất giải pháp là chấm dứt hợp đồng với nhà thầu hiện tại và đề xuất tìm nhà thầu mới để triển khai dự án. Quý vị và các bạn vừa xem video trên kênh Trên Tầng Mây. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký và nhấn like. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi.